Rồi, xin chào bà con nha. Hôm nay cây cao su chia sẻ đến bà con. Đây là cái vườn riêu 209 trồng ở cái khu vực đất xấu. Nè bà con thấy không? Xa xa là có sỏi đá rồi nè. Mà cây lên nó sinh trưởng cũng khá, tương đối khá thôi. Chứ cũng không có gọi là tốt lắm. Tuy nhiên cái vấn đề mà cao su muốn chia sẻ bà con hôm nay không phải là trồng đất nó tốt hay xấu, nhưng mà cái vấn đề ở chỗ là đây. Thì giống riêu 209 này á, thì khi mà nó trồng ở một số cái vùng đất thì nó có hiện tượng phình to nè, kéo dài thân, phình dạng như cái hình bẻ, nó ra cái dạng bẻ. Thì trong cái tầm hiểu biết hạn hẹp của cao su á, thì cũng không biết chính xác được là cái nguyên nhân của nó là do đất, do nó phản ứng với đất, hay là do nó dư lượng cái hàm lượng thuốc bảo vệ thực vật, nên trong cái khả năng của cao su thì cao su không thể cho cái thông tin chính xác để bà con biết được. Tuy nhiên thì khi mà gặp cái hiện tượng này thì mình xử lý làm sao? Thì cái biện pháp tốt nhất là mình phải xử lý ngay, là mình phải cắt bỏ cái đoạn phình này đi. Dù bà con cắt xuống dưới đây ha, hết cái chỗ nó phình á, rồi chừa mấy cái tầng lá dưới này nè, cho nó mọc lên chồi, rồi sau đó mình sẽ tỉa chồi sau. Chứ bà con mà không cắt á, thì sau này á, cái cành này nó vẫn phát triển ra, rồi nó do nó bị kéo dài cái mô cái thân cây ra, thì khi mà gió tới thì nó sẽ rất là dễ gãy. Nên bà con cứ mạnh dạn cắt bỏ cái đoạn phình to này ra. Thì trong vườn này thì tỷ lệ nó rất là ít, tỷ lệ nó chỉ vài cây thôi, nhưng mà cao su cũng ghi nhận một số nơi như bên Đồng Nai đồ, thì nó phản ứng tương đối, nó cũng tùy vườn à, nên cao su cũng không dám kết luận là nguyên nhân là do đâu. Nên khi mà bà con mà gặp cái trường hợp này á, thì bà con cứ mạnh dạn cắt bỏ cái phần mà nó bị phình, nó kéo dài ra, rồi sau đó lên chồi thì mình sẽ tỉa lại, mình chừa một cái chồi chính. Chứ bà con cũng đừng có lo gì, khi mà nó lớn nó tạo tán thì nó sẽ không còn cái trường hợp này nữa. Nó chỉ bị cái năm thứ hai thôi, coi như là sau một năm trồng á, thường tầm cái khoảng 2-3 mét này nó sẽ có cái hiện tượng phình to này, kéo dài cái thân này. Nên bà con nhớ theo dõi vườn của mình, rồi mình xử lý liền mấy cái trường hợp này nha, chứ để sau này khi mà nó năm thứ ba, năm thứ tư rồi, nó lớn lên rồi, có một số cây thì nó sẽ tự nó hủy, nó tiêu cái nhánh phình đó ra, nhưng mà có một số cây là nó vẫn sinh trưởng, nó vẫn kéo dài ra. Thì vậy thì khi mà năm thứ ba, năm thứ tư thì toàn bộ cái nhánh mà bị nó nằm ở trên cái đoạn phình đó là hầu như là bị gãy hết, nó gió qua một cơn cái là nó gãy hết. Thôi video đến đây là hết, thì cũng xin chúc bà con mạnh khỏe và làm việc tốt. Nhớ ủng hộ kênh cao su nha bà con. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.